Hello mọi người ơi, đây là cái thùng phiếu mà ngày hôm nay chuẩn bị mình sẽ mở phiếu cho ngày này để cho khách hàng nè. Đó. Rồi bỏ phiếu vô, lấy phiếu bỏ vô. Đây, bỏ phiếu vô em. Đó, trời ơi, má trời đất, coi chừng khóc của khách nha. Thấy gì đây? Rồi, cái đó luôn. 1.000+ phiếu lần ngoài cả nhà. Đúng lên. Rồi, lấy vô. Đây cả nhà, đây là cái đồng phiếu. Ngày hôm nay mình sẽ bốc thăm cho khách nha. À, ngon lành cành đào. Hàng hóa sáng giờ mấy bé đang múc. Đây là sa tế nè. Đó, nhờ dì mình với chị mình múc sa tế nè. Còn hôm nay là bây giờ Ngân đang chuẩn bị nấu cái lẩu cá thác lát. Mọi người nhìn trong kiến thấy ở trần nha mọi người nha. Đó. Cả nhà ơi. Hôm nay làm ngày nữa mới tới sinh nhật của Mary. Nhưng mà hôm nay chủ nhật sẵn có dì chính rồi, có mọi người rồi, sẵn có bạn bắt bạn của sinh Mary nữa. Cái sáng thứ ba bạn cũng thức với nó nói thôi vậy làm cái sinh nhật để cho ba bạn chơi. Bánh kem thì đang mua rồi, lẩu mình đang nấu. Cái thơm mua luôn 2 ký tôm này là hấp lên cho mọi người ăn luôn. Không, đổ vô cũng được, khỏi hấp cũng được. Ừ. Tại sợ anh ấy á. Này nấu lẩu cá thác lát mọi người. Mình ăn thịt không được. Ăn cá thôi. Cá thác lát này em mua 1 ký nè. Em bỏ hành tím, hành lá, giả. Đây là cua đồng. Cua đồng, 1 ký cua đồng luôn. Rồi, em được đổ nước vô đi em. Cua đồng thì em được sạch. Hôm nay chuẩn bị một cái ngày rất là quan trọng với mọi người, là chút nữa khoảng 1:30 mình sẽ livestream trên kênh cái trang Hình Chí Bảo Family Channel để mà bốc thăm trúng thưởng cho cô chú anh chị trong 15 ngày qua đã ủng hộ. Đó, thì bây giờ sẵn là... hôm nay em nghĩ vậy nè. Hôm nay sẵn làm sinh nhật này, nếu mà ba mẹ bên Mỹ coi chắc thương Bali nhiều lắm. Tại hai cái sinh nhật Bali năm nay 3 tuổi cái nhà, hai sinh nhật đều có ông bà nội bên cạnh hết. Sinh nhật này là sinh nhật đầu tiên mà không có ông bà nội bên cạnh luôn. Đúng rồi. Đó. Nhưng ba mẹ yên tâm, con với anh bảo sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho hai đứa nhỏ hạnh phúc nhất luôn á. Rồi đây sa tế, sa tế bồng hoa chay chay 100.000 hũ cho mọi người nha. Cần thì liên hệ 0932551522, 0938911496. Đó, sa tế xào xong rồi nhờ gì mình qua múc. Đó, chị Oanh thì chỉ qua chơi thì chỉ phụ luôn. Đó, đội ngũ quán hàng làm việc chuyên nghiệp. Các bạn, cô chú, anh chị cần những cái sản phẩm gì bên shop rất là ủng hộ. Tháng 11 vẫn có chương trình tháng 11 nha mọi người. Cho anh một cái phiếu tháng 11 đi. Đây là phiếu bốc thăm tháng 11, đây là tháng 10 nha. Để em cắt cái mảnh đồng này đi. Đó. Hôm nay không biết người nào sẽ trúng giải nha. 10 giải lần nha. Ở trời đất ơi. Là sinh nhật Bali hả? Dạ. Phải sinh nhật con không? Dạ phải. Rồi hôm nay có hát Happy Birthday to you không? Dạ không. Ok. Ok. Dạ, ok. Thì đây nè mọi người, tháng 11 vẫn là một cái xuống mãi. Nhưng mà đặc biệt cái tháng 11 mình dài tháng 10 á là một set nước hoa đúng không? Nhưng tháng 11 mình thấy ông bà cô chú ủng hộ rất nhiều. Nên mình quyết định là tháng 12, tháng 11 sẽ là 2 set nước hoa cho giải nhất. Đó. Đặc biệt cái này nữa nè. Tháng 12 sẽ mở thưởng giải đặc biệt là 20 triệu tiền mặt hoặc một chiếc quen pha nha mọi người nha. Đó, nên là cô chú anh chị ủng hộ là mua hàng cái sản phẩm bên công ty Hoya Family Saffron nha mọi người nha. Đây, vị hoa nghệ tây, các sản phẩm về sức khỏe rất là ok. Ông bà cô chú ơi, rồi ôi bà Ly nay lồng lộn quá luôn, đẹp không con? Hỏi bác hai thấy con đẹp không? Hả? Quá đẹp luôn á, rồi rất cô đẹp. Quá trời quá đất luôn, nó xin đúng sinh nhật luôn á. Đúng sinh nhật luôn á.
Trời mẹ nó còn đẹp hơn nữa, đẹp hơn. Nhân vật phụ mà lộn hơn nhân vật chính. Sẵn mọi người biết sao, hôm nay là mở giải thưởng nè, nên là thôi sao hai chồng giờ cũng gần 12 giờ, 1 giờ live, nên là thôi hai chồng cũng lên đồ để mà tôn trọng khán giả. Sẵn mình lên, mình lên video cho nó đẹp chút xíu. Đó, hai chồng cũng lồng lộn chút xíu mọi người. Đó. Lịch sự, lâu lắm rồi mọi người mới thấy mình lịch sự đúng không? Rất là lịch sự. Ủa sao sang quần lên? Đẹp trai mà, đâu mình đẹp trai mình phải mang giày vô, không có sang quần lên. Đó. Nói chung công việc rất là bận biểu. Mà cũng cố gắng làm cho con mình cái sinh nhật cho nó vui vẻ. Đây thì cũng đơn giản thôi mọi người, cái lẩu với lại tôm luộc thôi, cái bánh thôi, thì cũng trong nhà không à. Em đang đặt cái gà rán có rồi kìa. Chuẩn bị bánh cho con. Sáng khi em với thi sợ đi hơn Superman. Ô coi chừng, coi chừng. Tí vĩ, ngày 2/11 mà hôm nay cuối tháng tôi làm luôn. Rồi, treo lên thử coi. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi, thẳng lưng lên, ta bảo cũng được. Rồi, nè, đi nè. Đứng lên. Đứng lên. Cao lưng, bà đi đứng lên. Rồi, sẵn sàng, mọi người happy birthday, bà đi nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi, hát bài đó, thấy không, bây giờ lỡ cái nữa, hát bài à, mọi người bên nhau tác mừng sinh nhật. Ngày hôm nay em hay hay chưa, chúc mừng sinh nhật Polly rồi. 1, 2, 3. Hát rồi, hát rồi. Ngày hôm nay hát mừng nơi đây, mừng bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt lên. Happy birthday. Gọi tiếng Anh, hát tiếng Anh nữa. On this day sao? Ôi, rồi cắt bánh kem đi. Bây giờ cắt bánh kem này đâu rồi? Rồi. Ở dưới đó hả? Con làm để đâu? Để trên bàn á. Hát tiếng Anh đi con. Tiền đổ má rồi xấu không? On this day sao xem? On this day together will be. And we all sing for your birthday. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nè. Hay quá. Tiếp ông bà nội, ông bà nội ơi, coi video này mai mốt về bù cho bà Ly sao nha. Làm sinh nhật bù cho bà Ly bên xin nha bà nội, ông bà nội. Sao nói bà nội sao, hôm nay sinh nhật ai? Con. Đó là hôm nay sinh nhật của con nè, ông bà nội có vui không? Có hỏi bạn mà nào có vui không? Ba siêu nhân là mỗi bạn một siêu nhân nha. Đây bạn Bắp một siêu nhân, bạn Ly một siêu nhân. Đó. Mua biết có ba đứa, tôi mua ba cái đầu siêu nhân. Rồi ok, rồi vô ngồi ăn đi. Bỏ đồ vô. Chính vô trò chính. Rồi các bạn ăn gà đáng đi. Để mượn lại đăng ký trước đây mới được. Bảo coi ở đây đăng ký người dân con chưa đủ tuổi mà. 17 tuổi, 12 tuổi. Được. Rồi bắt ăn gà lá đi. Giờ đăng ký. Ok. Không, bây giờ ba bạn đi lên trước ăn đi. Chứ giờ chỗ này giờ tới chỗ ăn của người lớn rồi.
Thôi bây giờ đủ rồi. Không, để ba bạn ngồi ăn đây phải không? Không ăn, ăn đây được không? Rồi rồi mọi người vô đây chính vô chứ. Rồi phân đũa băng chén ra đi Tùng ơi. Các bạn đang phụ mình làm á nên là các bạn ngại không có vô video. Nên mình dọn một cái chỗ riêng cho các bạn ăn rồi mọi người. Hôm nay á, là đang thấy là nguồn nước ngọt nhưng mà nhà hôm qua hôm kia mới được cái cua có một cái người chị cho cam rất là nhiều luôn, 7 bao cam được cái sẵn gia đình rất là ngon. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều nha. Em cũng biết chị có xem video không nữa nhưng mà thôi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều, gửi từ Vĩnh Long lên của cộng đồng công lượng mọi người ơi. Rồi xong rồi em chia sẻ với mọi người trong xóm em luôn đó chị. Bỏ mướp với bỏ ấy đi chứ. Theo dõi cái trang bay của con á, trang Quỳnh Thiết Bảo á, nay sổ số rồi đây, rau câu cho các bạn nhỏ luôn. Bạn Tiền ơi, bạn Tiền lên xuống đi, bạn Tiền ơi. Bây giờ bắt thằng con đúng rồi. Số hai Tiền, số hai Tiền ơi, chị Trang kia là Hạnh ơi. Happy birthday. Rồi nãy này con tự nè, tự bóc lên nè, bóc. Đó, để cho đó. Nhưng mà rồi. Không có mà nội chứ mà. Không đủ quanh hai tay. Mà không nghĩ là sáng nay Ngân nói chủ nhật Ngân mua bánh về làm luôn, cái thành ra là không hút cô quanh, để hai tay đi. Hai tay hút cô quanh nha. Sáu nữa. Hai tay với bạn lớn. Tại là sinh nhật đó là sinh nhật trẻ em. Hôm nay là ngày chị em thấy không? Sáng giờ rộn ràng từ sáng giờ. Hôm nay uống nước ngọt bớt mỏ luôn à. Hôm nay là uống nước ngọt bớt mỏ luôn. Không bị ai la hết trơn. Xuống dữ luôn. Rồi, anh vô. Ba anh vô nè. Một, hai, ba, vô. Rồi, vô đi. Rồi, mọi người ăn đi. Rồi, lên đũa đi. Cũng có làm nước mắm chưa? Thiếu hai chén nước mắm. Rồi. Sao ba Ly? Ngon ba Ly? Dạ, sinh nhật có vui không con? Con nói với em mà nội em nay sinh nhật mẹ, ba mẹ làm con vui quá. Nó mà nội. Thấy con. Xin thôi xin đại diện xin nói con. Nói nghe sao? Mà nội ơi, con nay sinh nhật của Ly vui quá. À, cảm ơn bà cô chú nữa. Cảm ơn bà chú. Rồi con được ăn cái gì? Trời ơi, đã quá à. Có chân gà luôn. Đây. Nè nghe lắm. Cắt một cái dĩa đi. Một cái hả? Đúng rồi, cắt một dĩa tôm đi, cắt một cái dĩa đó để lấy mấy bạn kia ăn sao. Không ăn là bạn nào không ăn là không được sinh nhật nữa đâu. Chiều nay còn sinh nhật nữa đó. Đang làm mọi người. Chiều nay còn sinh nhật nữa. Sinh nhật của anh hai vậy đó. Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của anh hai nữa rồi đó. Anh hai là chuẩn bị mà 24 là sinh nhật anh hai, 24 tháng 12 á. 20 chứ. 12. 20 tháng 12. Rồi, ăn đi. Rồi ăn đi. Để đồng hành hết chứ sao. Bự. Không đi lên lầu. Rồi, đứng mời mọi người nha. Rồi ăn đi. Đúng rồi. Rồi, nén ăn đi. Múc cơm cố nha. Rồi, không có cho con chén. Không mệt, cố con chén. Không cố đâu ăn. Không mệt, cố. Con mệt, cố đi. Không cố đâu. Cố trên trời. Rồi, ăn đũa đi. Cũng có cái đá chưa? Ăn đi. Sáng. Ly đâu vậy? Sáng là chị Ngân chỉ định mua cái bánh kem, gà tán, mọi thứ ba đứa tự tổ chức với nhau thôi. Cái sẵn mọi người chính thôi. Cô đưa ra là ba bên trình lên tỉnh thì chắc nó là ngồi không? Rồi thôi, bắt kia bên trình thì lên ăn nghe, lên trên ăn nghe. Ở đây con. Ngồi đây hả? Ngồi đây có bài chuyện. Người lớn. Nói chuyện với bà cô chú. Rồi sao hôm nay giới thiệu sao? Ngày cái giữa là vậy. Con nấu gì cho con ăn? Con biết con giới thiệu cho con. Con bà cô chú ơi. Được, ăn cho con đặt gà đá hồi nước ngọt, hồi nước ta
Dạ có. Dạ có, không biết hồi nãy con nói rồi mà. Đúng rồi, ok, giỏi. Múc cho ngoại chưa? Rồi, múc chén cho ngoại. Rồi, ra ngoại nè, mời ngoại về ăn sinh nhật ba ly cho ngoại ơi. Ăn cơm rồi một chút đi. Ừ, ăn cơm rồi đi. Ăn cơm sinh cùng sinh nhật gia đình của con. Đúng rồi. Con thẳng lưng lên ngồi, đừng có khom lưng, thẳng lưng lên. Lẩu này bình thường á, mẹ nó nấu rất là ngon luôn. Hồi hôm nay không có mẹ, Ngân học theo Ngân nấu. Nhưng mà không biết có ngon bằng giống giống như mẹ không. Trời ơi, không ngon thì ăn không ngon. Ăn thêm nước mắm, lạc thêm nước mắm. Mặn thêm nước hả? Ngon, có được. Ông muốn mà ông bảo ông mà nói ông không có chết được. Rồi. Là một con nghe. Đúng rồi. Ủa nó cái nút gì đây? Cái nút của con đó. Nút đâu? Nút gập đèn. Rồi ăn đi, nó sôi rồi đó. Anh lấy cái chén. Rồi. Kệ đi. Quan trọng cho mấy đứa nhỏ rồi gia đình ăn uống trước mọi người, mình thì sao cũng được. Em có em nè. Em có em. Em có em. Muốn ăn miếng bún. Em có em. Con sẽ cắt lên. Kéo lên anh Đảm luôn. Kéo sau lưng anh Đảm. Ngày hôm nay ngày chủ nhật thì có ba đứa nhỏ cũng phải lưu bu, mà chiều nay là phải livestream để mà công bố giải thưởng của tháng 10 nữa, cho nên gia đình Ngân hơi lưu bu một xíu. Ồ, bên lớp ở đây rồi lớp ở bên nhà bên mình đang làm á, bây giờ sắt xiết đồ tới rồi cũng nhiều. Bây giờ ba anh em lên cho đi được không con? Rồi xin mời mọi người nha. Cất rồi, lấy rồi. Lúc mà ba mẹ Ngân đi Mỹ á, cả nhà biết không, lo lắng nhiều nhất là hai chồng cứ lo tham công tiết kiệm rồi bỏ hai đứa nhỏ không à. Cho nên là cứ mấy ngày cuối tuần ơi, để đâu mà trẻ đây, để đó đi chút mình ăn mấy ngày cuối tuần á là Ngân phải đi để điện thoại cho mấy bạn nhân viên trực máy, để cho mẹ tranh thủ thời gian chơi với hai đứa nhỏ. Mẹ. Rồi ăn rồi làm chơi. Để đâu có bán cái gì mà ăn rồi ăn kem. Vậy con chào ông bà cô chú đi, lên mẹ có bánh kem nè. Tạm biệt ông bà cô chú. Rồi lên. Rồi lên đây bà cắt bánh kem nha. Lên đi. Em mừng nha cha, có tiền cắt qua. Ừ, có tiền cắt kem đi. Rồi ăn bánh kem nữa. Cái gì á? Quá trời quá đất. Đổ đại vô chứ này. Đây, bắp lên luôn. Thôi bắp lên ăn cái bánh kem đi, ăn ăn gà đán nè, cầm theo. Cầm theo. Rồi xuống đi. Nhà mình cuối tuần lại như cái nhà trẻ mọi người ơi. Được không Vinh? Cua mà. Ăn ra. Đang xuống phải hả? Rồi anh ngồi giữa ăn cho thoải mái. Chỗ này chỗ của mẹ đây. Giờ ngồi chính giữa thay thế đây. Hôm qua giờ nó ham từ hôm qua giờ, nó sinh nhật là ham từ hôm qua giờ. Giờ con vui quá. Để đau nhiều nhiều vô đi. Rồi ăn một chút cho chín cho mấy bạn xuống ăn luôn. Mọi người thấy mình ra là mình lưu bu không? Lưu bu lắm luôn á. Gặp bữa giờ đơn hàng cũng rất là nhiều. Nên thành ra là lớp nào làm sa tế, lớp là quán hàng, lớp là ấy hàng. Ui à. Con xôi con bỏ vô.
dạ 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 em quất á, dạ em quất dài không chả cá dài mới ngon thế này, mới nãy không mua về là con bỏ đặt được rồi. Em mời cả nhà nha. Mời mọi người. Bữa giờ mẹ đi á là sáng là con dậy sau cái đầu lo nhà cửa đưa con đi học xong rồi sẵn đi chợ luôn. Nấu ăn luôn cho nên cũng quen với em nấu ăn hết chứ. Giờ con vô bếp. Trời ơi, coi như là cái video hôm nay thì mình ăn uống thì cũng xong rồi mọi người. Thì chuẩn bị là hai. Hôm nay là có đến với nhà con, hôm nay là sinh nhật vui vẻ. Chúc vui ba má. Chuẩn bị là 1:30 mình sẽ livestream để mà mình rút thăm trúng thưởng sổ số cuối tháng 10. Thì mọi người có muốn cần tất cả những sản phẩm bên mình, kem ốc sên, sữa rửa mặt, sữa tắm, body yến, tất cả sữa ống chúa, dị hoa ngày Tây. Đây, dị hoa ngày Tây. Đây là những cái hộp mình lấy ra trước rồi mình like đó. Thì cảm ơn cô chú đã yêu thương ủng hộ video của gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà ơi.